Chào mừng quý khách hàng và các bạn đã quay lại kênh truyền thông YouTube của HD Radio. Hiện tại thì Công đang có mặt tại nhà chú Quân ở Hà Nội cùng với đội ngũ nhân viên kỹ thuật của HD Radio. Hôm nay sẽ lắp đặt cho chú Quân bộ karaoke tại không gian phòng khách. Tại cái phòng khách này khoảng 20 đến 25m2. Nhưng mà phòng của chú thì thông phòng cũng rất là rộng, nên là qua tìm hiểu cũng như là đi chú qua tại showroom của HD Radio, nhờ các bạn nhân viên kinh doanh tư vấn cho chú một bộ dàn karaoke để phục vụ cho việc giải trí cùng gia đình. Thì cái thiết bị hôm nay gồm có một đôi loa của thương hiệu Wafadan Anglo X12A, một cục subwoofer của Fox Audio thương hiệu của Mỹ, model là HTS12, cục đẩy công suất là của thương hiệu JK Audio, có model là H2008, công suất 800W nhân 2 kênh. Tiếp theo đó là cái thiết bị xử lý tín hiệu, sẽ là một chiếc vang số có thương hiệu là JK Audio X6000 Plus. Và một cái nữa cũng rất là quan trọng, đấy chính là bộ micro của JK Audio B5 Plus. Và một số cái thiết bị phụ kiện đi kèm để lắp đặt hoàn thiện hệ thống cho chú Quân tại Hà Nội nhé. Quý vị các bạn hãy cùng Công tiếp tục để chúng ta theo dõi quá trình lắp đặt cũng như là thử test cái bộ dàn karaoke này cho chú Quân nha các bạn nhé. Và còn đường em,
Cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. À, vừa xong thì Công cùng với đội ngũ nhân viên kỹ thuật của HDRO vừa hoàn thiện trong khoảng một tiếng thì đã lắp đặt hoàn thiện cho chú Quân bộ dàn karaoke gia đình. Thì trong quá trình từ tư vấn bán hàng đến việc mà anh em kỹ thuật lắp đặt tại nhà chú thì chú có cái ý kiến gì đóng góp cho chú con không ạ? Thì chú có hài lòng cho việc mà tư vấn bán hàng cũng như là lắp đặt cho chú hiện tại ở gia đình mình ạ? Nói chung là qua cái việc gặp gỡ chỗ tư vấn của audio bán hàng thì nói chung là được anh em đến tư vấn này rồi lên các cái cấu hình để làm sao cho phù hợp với cái phòng của mình, phòng khách của mình, làm sao cho nó có hiệu quả và nghe nó âm thanh tốt. Và nó là gia đình rất là hài lòng với cái chất lượng cũng như là cái tham mưu để mà giúp cho gia đình có một cái bộ karaoke hoàn chỉnh và toại nguyện với ý kiến của gia đình. Xin và đội ngũ cán bộ công nhân viên thì phải nói là rất là nhiệt tình, chu đáo. Gia đình chân thành cảm ơn và chúc cho video của chúng ta là càng ngày càng phát triển, bán được nhiều hàng, giúp cho nhiều khách hàng có cái niềm vui phấn khởi. Cảm ơn chú rất là nhiều. Thì vừa xong thì cũng HDRO cũng lắp đặt hoàn thiện cho chú, thì tham khảo ý kiến của chú thì chú cũng rất là hài lòng và tâm đắc với cái bộ dàn mình sắm cho gia đình. Thì mọi ý kiến đóng góp của quý khách hàng và các bạn vui lòng để comment bên phía dưới của phần video để đội ngũ nhân viên kinh doanh của HD Radio sẽ tư vấn cho quý khách hàng và các bạn chi tiết và chính xác nhất. Ngoài ra quý khách hàng và các bạn có thể tham khảo qua số hotline 1800 0042 hoặc truy cập website hdradio.vn để chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm những cái sản phẩm liên quan nhé. Quý khách hàng và các bạn đừng quên ấn like, subscribe cho kênh của HD Radio để chúng ta cùng nhau tìm hiểu những cái video mới bổ ích nhất để giúp quý khách hàng và các bạn có thể trải nghiệm thực tế hơn, nhiều hơn. Còn bây giờ thì Công xin phép tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng và các bạn trong những video tiếp theo. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.